Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây: cần sớm đưa luật phòng chống tham nhũng đi vào cuộc sống, kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính tỉnh ủy do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Huyện đã công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan đơn vị, tập trung thanh kiểm tra một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng lãng phí, xử lý nghiêm và kịp thời đối với tập thể cá nhân sai phạm, cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các vấn đề nổi cộm, khiếu kiện đông người vượt cấp. Tuy nhiên, cơ chế chính sách về công tác cán bộ còn có những hạn chế. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan đơn vị chưa đồng bộ, hiệu quả thấp, một số chương trình mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi nhưng chưa nộp trả lại ngân sách cấp trên theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Đây là lần sửa đổi toàn diện với nhiều nội dung đổi mới rất quan trọng. Người dân đang rất mong đợi luật phòng chống tham nhũng sẽ sớm đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Một trong những điểm mới đáng lưu ý là luật phòng chống tham nhũng đã mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập. Ngoài ra, luật bổ sung một số loại tài sản thu nhập phải kê khai. Ngoài việc phải kê khai các loại tài sản thu nhập như quy định trước đây, luật mới quy định bổ sung tài sản thu nhập phải kê khai bao gồm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng kê khai phải kê khai tổng thu nhập giữa hai lần kê khai. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Những quy định mới này được người dân kỳ vọng là sẽ công khai minh bạch tài sản của các đối tượng phải kê khai, góp phần trong công tác phòng chống tham nhũng. Cái nội dung này nó có một cái điểm là cái công khai về minh bạch về cái tài sản của cán bộ đảng viên ấy, thì trước đây là thường nói là cứ cái có cái giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mới kê khai trong cái tài sản của mình. Thế nhưng mà bây giờ ấy thì đều phải dưới cái mức đó cũng đều phải công khai cả. Và cái công khai này ấy thì được là công khai để cho mọi người đều theo dõi và có cái giám sát, thì như thế là cũng có cái minh bạch và cũng làm cho cái người cán bộ đảng viên đang có cái cương vị công tác của mình ấy, là phải có cái trách nhiệm hơn. Người đứng đầu có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Nội dung này dành hẳn một chương quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Để thực hiện tốt quy định này, nhiều ý kiến cho rằng người đứng đầu phải gương mẫu, không tham nhũng, tự giác nhận trách nhiệm khi để địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, vừa phải ủng hộ, thúc đẩy ban hành và thực thi các quy định để phòng chống tham nhũng, chỉ đạo tạo điều kiện xử lý công minh, chính xác, kịp thời các vụ việc tham nhũng. Như Bác Hồ đã nói là cán bộ nào thì phong trào đó, mà cán bộ mà có trách nhiệm, cán bộ gương mẫu, cán bộ tích cực, cán bộ không tham nhũng, nhất là người đứng đầu, thì cái cơ quan đơn vị đó không có người tham nhũng. Cho nên cái vai trò của người đứng đầu tôi nghĩ là rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, vì luôn luôn là cái người đứng mũi chịu sào và những người coi như làm gương cho cấp dưới cũng như là trong cơ quan đơn vị của mình. Một trong những điểm mới được nhiều người quan tâm lần này là quy định về phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước. Trong đó, luật nêu rõ các quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh, xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng, áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước. Người dân kỳ vọng những điểm mới của luật phòng chống tham nhũng sẽ sớm đi vào cuộc sống, khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, nhiều vụ việc tham nhũng từ cấp thôn, xã đến cấp tỉnh đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, số vụ việc tham nhũng bị đưa truy tố đã vượt so với số vụ truy tố của cả năm 2018.
Điều đó cho thấy quyết tâm và sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn tỉnh. Đầu tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Quảng Xương đã ra quyết định số 39 khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi lợi dụng vào chức vụ quyền hạn hợp lý hóa 39 lô đất, chiếm dụng 280 triệu đồng. 5 đối tượng bị bắt tạm giam nguyên là cán bộ lãnh đạo xã qua các thời kỳ. Cũng trong tháng 5 năm 2019, Công an huyện Quảng Xương cũng đã quyết định khởi tố bị can vì liên quan đến vụ án khai man hồ sơ tăng diện tích bồi thường của các hộ dân xã Quảng Lộc, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Đây là một trong 16 vụ việc tham nhũng được cơ quan điều tra đưa ra khởi tố trong 6 tháng đầu năm 2019, liên quan đến 43 bị can, trong đó án cũ 8 vụ, 14 bị can, án mới 8 vụ, 29 bị can. Đến nay, Viện Kiểm sát đã giải quyết và quyết định truy tố 3 vụ, 8 bị can. Tòa án đã xét xử 2 vụ, 3 bị cáo. Cả 3 bị cáo đều bị phạt tù có thời hạn, thu hồi tài sản theo bản án trên 308 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, cũng như là sự chỉ đạo sát sao của Ban Nội chính Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan tố tụng cũng như các ngành, thì 6 tháng đầu năm 2019 thì công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Thứ nhất là trong 6 tháng đầu năm 2019 đã khởi tố được rất nhiều vụ án tham nhũng, trong đó tham ô có, nhận hối lộ có, đưa hối lộ có, và những cái vụ cố ý làm trái, vụ thiếu trách nhiệm thì đã xử lý được rất nhiều. Nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các vụ việc tham nhũng, 6 tháng đầu năm 2019, thanh tra các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thanh tra 123 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 31 cuộc thanh tra kỷ trước chuyển sang, triển khai mới 92 cuộc, 113 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 10 cuộc thanh tra đột xuất. Kết quả thực hiện đã kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận 82 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm trên 34 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 22 tỷ đồng. Riêng thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai 86 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm với số tiền trên 3 tỷ đồng. Đến nay, thì thanh tra huyện Quảng Xương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo. Qua công tác thanh tra, thì thanh tra huyện Quảng Xương đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban huyện phát hiện ra những sai phạm và xử lý những sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, về quản lý nhà nước về đất đai, về xây dựng cơ bản, về trật tự xây dựng, về tài chính ngân sách. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay là các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm đã ban hành mới 38 văn bản, sửa đổi bổ sung 124 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh, nhất là các văn bản mới ban hành. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 168 người. Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập đạt 100% số đơn vị và số người thuộc diện phải kê khai. Với những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, đã góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân, siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ ở các cơ quan công quyền. Trong những tháng năm vừa qua, là công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta rất quyết liệt và đạt được hiệu quả rất là tốt. Cũng rất là thỏa lòng với cái mong đợi của nhân dân chúng tôi, từ trung ương cho đến địa phương đã có một cái sự chuyển mình về công tác phòng chống tham nhũng. Và người dân chúng tôi thấy rằng cũng rất là phấn khởi với lại những cái kết quả mà đạt được trong cái thời gian vừa qua. Một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang được các cơ quan địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, dễ hiểu, dễ thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thời gian làm việc, công khai đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành, đồng thời tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành. Đối với những trường hợp cố tình làm trái quy định của nhà nước sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chuyên mục phòng chống tham nhũng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.